Trong nhịp sống hiện đại đầy biến đổi và vội vã, những chiếc khăn tơ tằm vẽ tay vẫn giữ được sự quyến rũ riêng biệt, mang theo nét đẹp tinh tế và giá trị truyền thống. Khăn tơ tằm từ lâu đã được biết đến với chất liệu mềm mại, nhẹ nhàng và cao cấp. Đặc biệt, khi kết hợp với nghệ thuật vẽ tay thủ công, những chiếc khăn này trở thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, mang đậm dấu ấn cá nhân của người nghệ nhân. Không có chiếc khăn nào hoàn toàn giống chiếc khăn nào, bởi mỗi nét vẽ, màu sắc đều được tạo ra bởi sự sáng tạo và tài hoa riêng biệt của người thợ thủ công. Trong bối cảnh cuộc sống hiện đại, nơi mà công nghệ và sản xuất hàng loạt thống trị, khăn tơ tằm vẽ tay trở thành biểu tượng của sự cá nhân hóa và tôn vinh giá trị thủ công truyền thống. Những sản phẩm công nghiệp tuy có sự tiện lợi và chi phí thấp, nhưng lại thiếu đi cái hồn của nghệ thuật và sự tỉ mỉ trong từng chi tiết. Chiếc khăn tơ tằm vẽ tay ngược lại mang trong mình không chỉ là vẻ đẹp bề ngoài, mà còn là câu chuyện về sự kiên nhẫn, đam mê và kỹ năng tinh xảo của người làm ra nó. Mỗi chiếc khăn như một bức tranh thu nhỏ, thể hiện sự khéo léo qua từng đường nét, màu sắc và cảm xúc của người nghệ nhân. Ngoài giá trị thẩm mỹ, khăn tơ tằm vẽ tay còn mang đến cảm giác gần gũi với thiên nhiên, bởi chất liệu tơ tằm tự nhiên thân thiện với làn da và có khả năng thấm hút tốt. Đặc tính nhẹ nhàng và thoáng mát của tơ tằm giúp khăn trở thành phụ kiện lý tưởng cho cả bốn mùa, dù là trong thời tiết nóng nực hay lạnh giá. Đặc biệt, những họa tiết vẽ tay đa dạng, từ hoa lá, động vật cho đến các hình tượng trừu tượng, tạo nên sự linh hoạt trong phong cách thời trang, từ thanh lịch sang trọng đến cá tính và nghệ thuật. Những chiếc khăn tơ tằm vẽ tay không chỉ là món đồ phụ kiện thời trang, mà còn là biểu tượng của sự trân trọng đối với những giá trị truyền thống và lao động thủ công. Trong một thế giới mà mọi thứ dường như trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn, việc sở hữu một chiếc khăn vẽ tay là cách để ta giữ lại những khoảnh khắc lắng đọng, nhắc nhở về sự tỉ mỉ và kiên nhẫn. Chúng mang đến một chút chậm lại trong nhịp sống hối hả, một cảm giác bình yên khi ta nhận ra rằng có những giá trị không thể đo đếm bằng thời gian hay tiền bạc. Ngày nay, nhiều người tiêu dùng hiện đại đang tìm kiếm những sản phẩm thủ công để thể hiện cá tính riêng và tìm về với thiên nhiên. Khăn tơ tằm vẽ tay không chỉ là món quà lý tưởng dành cho bản thân hoặc người thân, mà còn là cách để ta thể hiện lòng biết ơn đối với những giá trị nghệ thuật và truyền thống vẫn còn được gìn giữ. Trong nhịp sống hiện đại, khi mà con người dễ dàng bị cuốn vào sự vội vã và công nghệ, những chiếc khăn tơ tằm vẽ tay là biểu tượng của sự bền bỉ, tinh tế và kết nối với những giá trị xưa cũ.